Thưa quý vị, thưa các bạn, với gần 76 triệu cổ phần giá trị trên 980 tỷ đồng được bán đấu giá thành công, Tổng Công ty Thương mại Hà Nội Hapro đã thành công trong việc cổ phần hóa công ty mẹ. Việc đấu giá thành công sẽ đưa đơn vị này hoạt động theo một hướng phát triển mới. Trước cổ phần hóa, Hapro là một doanh nghiệp nhà nước trực thuộc thành phố Hà Nội, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh xuất nhập khẩu thương mại nội địa. Đơn vị này được biết đến như một cánh chim đầu đàn của thành phố Hà Nội, là một trong những đơn vị tiên phong trong các hoạt động thương mại của thành phố như đưa hàng Việt về nông thôn, tham gia bình ổn giá, hưởng ứng của vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, vân vân. Đặc biệt, những chuyến hàng Việt về nông thôn, các khu công nghiệp chế xuất của doanh nghiệp thời gian qua được bà con đón nhận rất hồ hởi. Sau nhiều năm tham gia thì cũng hiểu rằng là bà con thì tại các cái vùng ở nông thôn, các cái huyện thì người ta cũng đời sống cũng tốt hơn. Thế và bà con thì cái hiểu biết về các cái hàng hóa nó cũng nhiều hơn. Thế cho nên là cái cơ cấu mặt hàng của Tổng Công ty năm nay thì ngoài các cái mặt hàng thiết yếu tiêu dùng thì Tổng Công ty cũng mở rộng thêm một số cái mặt hàng như là về thời trang, về điện máy. Thế rồi đặc biệt là các cái mặt hàng về thực phẩm chế biến thì cũng đưa một cái lượng nó tăng tỷ lệ nhiều hơn những cái năm trước. Việc cổ phần hóa đơn vị này sẽ dẫn đến giá trị của doanh nghiệp tăng cao, nhà nước sẽ thu hồi được nhiều vốn hơn, nhưng đó không phải là tất cả. Điều quan trọng nhất là làm sao để doanh nghiệp hoạt động hiệu quả sau cổ phần hóa. Việc lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, biết tận dụng thế mạnh sẵn có, đồng thời bổ sung những thiếu hụt là điều cần thiết với bất kỳ doanh nghiệp cổ phần hóa nào. Nhà đầu tư chiến lược phải là một đơn vị có tiềm lực tài chính, kinh doanh có hiệu quả, có lãi, và đặc biệt nhà đầu tư chiến lược của Tổng Công ty Thương mại Hà Nội phải là cái đơn vị có ngành nghề sản xuất kinh doanh phù hợp với ngành nghề kinh doanh chính của Tổng Công ty, tức là thương mại quốc tế, xuất nhập khẩu và phát triển hệ thống thương mại nội địa. Lựa chọn nhà đầu tư chiến lược quan trọng không chỉ ở việc bán hết, bán được giá, mà còn phải tính tới việc đồng hành đường dài, xây dựng doanh nghiệp phát triển hậu cổ phần hóa, đó mới là mục tiêu dài hạn nhất của các doanh nghiệp. Thì chúng tôi vẫn tiếp tục xây dựng, kiên trì với định hướng là Tổng Công ty Thương mại Hà Nội là một cái đơn vị phát triển theo hai cái hướng chính của ngành thương mại dịch vụ. Thứ nhất là tiếp tục và duy trì phát triển cái nghề thương mại quốc tế, nghề xuất nhập khẩu, trong đó đặc biệt là xuất khẩu, với cái trọng tâm là tiếp tục phát triển thị trường xuất khẩu của Tổng Công ty ra thị trường trên 70 nước và khu vực trên thế giới. Đồng thời phát triển cái hệ thống phân phối nội địa, trong đó lấy trọng tâm là xây dựng và phát triển cái hệ thống bán lẻ mang thương hiệu Hapromart, Haprofood của Tổng Công ty theo cái chiến lược lấy xuất khẩu thúc đẩy thị trường nội địa, trong thị trường nội địa thì lấy thị trường bán lẻ để thúc đẩy thị trường bán buôn, và đó chính là chiến lược của Tổng Công ty Thương mại Hà Nội sau cổ phần. Được biết, sau cổ phần hóa, Hapro sẽ tiếp tục phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh trên cơ sở những thế mạnh hiện tại với 66 mã ngành kinh doanh như hiện nay. Tiếp tục đẩy mạnh thương mại quốc tế bằng việc mở rộng thị trường xuất khẩu lên hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ, đưa thương hiệu Hapro trở thành thương hiệu quốc tế hàng đầu tại khu vực. Việc đẩy mạnh xuất khẩu hiện là một trong những trọng tâm cổ phần hóa của đơn vị này. Trong năm 2017, kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 90 triệu đô la Mỹ và doanh thu từ hoạt động xuất khẩu chiếm khoảng 70% tổng doanh thu của công ty mẹ. Hàng hóa xuất khẩu tới 70 nước và khu vực trên thế giới. Song song với đó là việc tập trung phát triển thị trường nội địa, mà trọng tâm là phát triển hệ thống kinh doanh thương mại, bán buôn, bán lẻ tại thị trường Hà Nội và một số tỉnh thành. Và đặc biệt, doanh nghiệp cũng sẽ tiếp tục đồng hành trong tất cả các chương trình hoạt động thương mại do Hà Nội và cả nước phát động.